Xin chào các em đến với buổi học trực tuyến ngày hôm nay. Thầy xin tự giới thiệu, thầy là Hoàng Thành Trung, giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Thuật, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Rất vui được đồng hành với các em trong buổi học ngày hôm nay. Trước khi vào buổi học, xin mời các em hãy quan sát một số hình ảnh, đồng thời đọc nhanh các thông tin và cho thầy biết hình ảnh và thông tin trên đề cập tới vấn đề gì. Xin mời. Qua đoạn thông tin và hình ảnh trên, thầy tin chắc rằng tất cả chúng ta đã đoán được đó chính là dầu mỏ. Các em thân mến, dầu mỏ là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia. Nó được coi là máu của các ngành công nghiệp và đặc biệt còn có tên gọi khác là vàng đen. Vậy, dầu mỏ, khí thiên nhiên và nhiên liệu được sử dụng như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể trong bài hôm nay. Bài hôm nay chúng ta đề cập tới chủ đề đó là dầu mỏ, khí thiên nhiên và nhiên liệu. Nội dung chính trong bài hôm nay bao gồm 3 vấn đề lớn. Vấn đề 1, chúng ta tìm hiểu về dầu mỏ, bao gồm tìm hiểu tính chất vật lý, trạng thái tự nhiên và thành phần của dầu mỏ, đồng thời tìm hiểu các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ. Nội dung thứ 2, chúng ta tìm hiểu về khí thiên nhiên và nội dung thứ 3, chúng ta tìm hiểu về nhiên liệu. Các em thân mến, thông tin thị trường sáng ngày hôm nay, giá dầu thô là 21 đô la một thùng. Vậy, các em có biết một thùng dầu thô có khối lượng và thể tích là bao nhiêu? Các em ạ, một tấn dầu thô thì bằng 7 thùng, nghĩa là một thùng tương đương với khoảng 158 lít. Hôm nay chúng ta tìm hiểu phần 1 Nam Á, dầu mỏ. 1 về tính chất vật lý. Xin mời các em hãy quan sát hình ảnh và trả lời các câu hỏi sau. Hãy quan sát mẫu dầu thô trên và cho biết trạng thái, màu sắc và tính tan trong nước. Chúng ta dễ dàng thấy dầu mỏ là chất lỏng sánh, có màu nâu đen, không tan trong nước và nhẹ hơn nước. Các em tìm hiểu về trạng thái tự nhiên và thành phần của dầu mỏ. Có rất nhiều lý thuyết nói về sự hình thành vị trí của các mỏ dầu. Vậy theo các em, mỏ dầu có ở đâu? Xin mời các em trả lời câu hỏi. Hãy cho biết mỏ dầu có ở đâu trong 3 phương án: A. Trên mặt đất, B. Ở sâu trong lòng đất, C. Ở trong nước biển. Ta thấy phương án B là phương án đúng. Dầu mỏ ở sâu trong lòng đất. Dầu mỏ ở sâu trong lòng đất và tạo thành các mỏ dầu. Vậy cấu tạo mỏ dầu như thế nào? Xin mời các em hãy quan sát. Đây là một mỏ dầu. Chúng ta dễ dàng nhận thấy mỏ dầu gồm 3 lớp. Phía trên cùng chính là lớp khí, được gọi là khí mỏ dầu hay khí đồng hành. Thành phần chính của khí mỏ dầu là khí metan. Lớp thứ hai, đó là lớp dầu lỏng có hòa tan khí ở giữa. Đó là một hỗn hợp phức tạp của nhiều loại hydrocarbon và những lượng nhỏ các hợp chất khác. Các em thân mến, trong mỗi mỏ dầu thì lớp dầu lỏng đóng vai trò quan trọng nhất. Và do dầu lỏng là hỗn hợp phức tạp của nhiều loại hydrocarbon, chính vì vậy mà bài dầu mỏ, khí thiên nhiên và nhiên liệu được xếp vào chương hydrocarbon. Lớp thứ 3 chính là lớp nước mặn nằm ở phía dưới đáy mỗi mỏ dầu. Vậy, dầu mỏ là hỗn hợp tự nhiên của nhiều loại hydrocarbon và lượng nhỏ các hợp chất khác. Khi đã có mỏ dầu, chúng ta khai thác bằng cách nào? Cách khai thác. Thầy có một mỏ dầu, vậy khai thác chúng ra sao? Xin mời các em cùng quan sát. Đầu tiên, người ta dùng các mũi khoan xuống lớp dầu lỏng. Do sự chênh lệch của áp suất, Vì vậy, dầu lỏng tự phun lên. Sau một thời gian, người ta sử dụng các mũi khoan tiếp theo. Các em hãy quan sát. Đó là khoan xuống lớp nước mặn, sau đó bơm khí hoặc nước xuống phía dưới đáy. Dầu tiếp tục được phun lên. Vậy, về cách khai thác là khoan giếng dầu. Các em thân mến, trong quá trình khai thác dầu mỏ, người ta thu được cả khí mỏ dầu. Chính vì vậy mà khí mỏ dầu còn có tên khác là khí đồng hành. Trước đây thì khí đồng hành thường bị loại bỏ. Các em hãy quan sát hình ảnh. Đó là khi khai thác dầu mỏ thì khí đồng hành được loại bỏ bằng cách đốt. Ngay kể cả năm 2003 thì có khoảng 10 đến 13 tỷ mét khối khí đồng hành bị đốt bỏ. Nhưng hiện nay thì khí đồng hành đã được thu lại để đảm bảo tiết kiệm nhiên liệu và giảm nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Chúng ta vào phần 3, đó là các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ. Đây là một sơ đồ trưng cất dầu mỏ và ứng dụng của các sản phẩm. Vậy, các em hãy tìm hiểu xem các sản phẩm chế biến của dầu mỏ như thế nào. Dầu thô được chuyển từ giàn khoan, được đưa vào trong tháp trưng cất. Và đây được coi là một bộ phận quan trọng nhất của mỗi nhà máy lọc dầu. Từ tháp trưng cất đã tạo ra các sản phẩm của dầu mỏ. Các em hãy quan sát. Xin mời các em cùng quan sát thật kỹ về tháp trưng cất, các sản phẩm tạo ra từ dầu mỏ và van của tháp trưng cất. Và đây là bộ phận quan trọng nhất của mỗi nhà máy lọc dầu, chính là tháp trưng cất. Để hiểu rõ hơn, xin mời các em trả lời các câu hỏi sau. Câu hỏi 1. Từ dầu thô, bằng cách nào để tạo ra các sản phẩm từ dầu mỏ? Như vậy, từ dầu thô ta trưng cất để tạo ra các sản phẩm từ dầu mỏ. Và việc đó được thực hiện trong tháp trưng cất. Câu hỏi 2. Kể tên các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ và ứng dụng chính của chúng. Các em thấy, các sản phẩm gồm khí đốt để làm nhiên liệu và phục vụ cho đun nấu, xăng được sử dụng cho động cơ đốt trong, dầu diesel, dầu ma rút để chạy ô tô, tàu thủy, nhựa đường để rải mặt đường. Câu hỏi 3. Đặc điểm của tháp trưng cất. Chúng ta chú ý tới van của tháp trưng cất. Đây là hình ảnh phóng to một van. Và hãy chú ý tới đặc điểm của các buồng. Các em thấy đặc điểm đó là van một chiều đi từ dưới đi lên. Tháp trưng cất có rất nhiều buồng. Các em thấy có rất nhiều buồng. Và mỗi một buồng thì ứng với một khoảng nhiệt độ khác nhau. Nhiệt độ giảm dần đi từ dưới đi lên. Giảm dần từ dưới đi lên. Các em thân mến, trong quá trình trưng cất dầu mỏ thì lượng xăng thu được không nhiều. Trong khi đó, lượng xăng có giá trị sử dụng lớn nhất. Chính vì vậy, để tăng hàm lượng xăng, người ta dùng phương pháp cracking dầu nặng. Phương pháp cracking dầu nặng tức là bẻ gãy các hydrocarbon mạch dài thành hydrocarbon mạch ngắn bằng phương pháp hóa học để tạo ra xăng và hỗn hợp khí. Ví dụ, C10H22 cracking thì tạo ra C6H12 là thành phần của xăng và C4H10 là thành phần của khí. Vậy, cracking dầu nặng để tăng thêm lượng xăng. Và nhờ phương pháp cracking mà lượng xăng thu được chiếm khoảng 40% khối lượng dầu mỏ. Các em thân mến, sự khai thác quá mức dầu mỏ ở cuối thế kỷ thứ 20 đã gây ra những hậu quả khá trầm trọng về môi trường và làm cho trữ lượng dầu mỏ bị giảm sút một cách trầm trọng. Chính vì vậy mà hiện nay con người chúng ta đã tìm các nguồn năng lượng sạch, dễ tái tạo để thay thế như năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng thủy triều, hoặc năng lượng tàu biển, vân vân. Các em thân mến, khí thiên nhiên là một nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá, hữu dụng và rất là năng động. Vậy chúng ta tìm hiểu xem khí thiên nhiên chúng có đặc điểm gì. Một, chúng ta tìm hiểu xem khí thiên nhiên có ở đâu. A. Trong khí quyển. B. Trong không khí. C. Dưới lòng đất. Xin mời các em. Chúng ta thấy khí thiên nhiên có trong các mỏ khí nằm dưới lòng đất. Và cách khai thác thì cũng giống với khai thác dầu mỏ, đó là khoan xuống dưới mỏ khí. Thì do áp suất mà khí tiếp tục được phun lên. Các em cùng quan sát biểu đồ cho biết hàm lượng metan trong khí thiên nhiên và hàm lượng metan trong khí mỏ dầu. Chúng ta thấy hàm lượng metan trong khí thiên nhiên là 95%, lớn hơn hàm lượng metan trong khí mỏ dầu là 75%. Vậy thành phần chính là khí metan. Khí thiên nhiên được dùng làm nhiên liệu và nguyên liệu trong đời sống và trong công nghiệp. Các em hãy quan sát một số vai trò của khí thiên nhiên, ví dụ như làm nhiên liệu gia dụng, ví dụ đốt trong các bếp ga, làm nhiên liệu trong công nghiệp như nhiên liệu trong lò gạch hoặc lò cao, nguyên liệu đầu vào cho ngành hóa dầu để tạo ra các sản phẩm hóa dầu, vân vân. Chúng ta vào phần 3 năm mã, dầu mỏ và khí thiên nhiên ở Việt Nam. Theo yêu cầu giảm tải của Bộ Giáo dục, nội dung này thì thầy yêu cầu các em về nhà tự đọc. Và khi đọc, sau đó trả lời giúp thầy 3 câu hỏi sau. Câu hỏi 1, khí thiên nhiên tập trung chủ yếu ở đâu? Thứ hai, trữ lượng như thế nào? Thứ ba, dầu mỏ và khí thiên nhiên ở Việt Nam có ưu và nhược điểm gì? Phần 4 năm mã, về nhiên liệu. Một nhỏ, nhiên liệu là gì? Xin mời các em quan sát hình ảnh. Và trả lời. Em hãy cho biết than, củi, dầu hỏa, khí ga, vân vân, khi cháy có hiện tượng gì xảy ra? Ta thấy khi cháy chúng đều tỏa nhiệt và phát sáng. Vậy nhiên liệu là gì? Nhiên liệu là những chất cháy được, khi cháy có tỏa nhiệt và phát sáng. Hai nhỏ, nhiên liệu được phân loại như thế nào? Các em hãy quan sát hình ảnh các loại nhiên liệu. Hiện nay người ta phân thành 3 loại nhiên liệu chính. Đó là nhiên liệu rắn, nhiên liệu lỏng và nhiên liệu khí. Trong nhiên liệu rắn có than mỏ và gỗ. Than mỏ có than gầy, than mỡ, than non và than bùn. Nhiên liệu lỏng gồm các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ như xăng, dầu hỏa, vân vân. Nhiên liệu lỏng thứ hai chính là rượu. Nhiên liệu khí gồm khí thiên nhiên, khí mỏ dầu, khí lò cốc, khí lò cao, khí than, vân vân. Xin mời các em vào cụ thể. A. Nhiên liệu rắn. Nhiên liệu rắn gồm than gầy, than mỡ, than non, than bùn và gỗ. Tuy nhiên, hiện nay thì gỗ được sử dụng chủ yếu cho xây dựng. Vì vậy, nhiên liệu rắn các em tập trung chủ yếu tới các loại than. Ứng dụng của nhiên liệu rắn là gì? Thì than gầy được làm nhiên liệu trong các ngành công nghiệp. Than mỡ, than non để điều chế than cốc phục vụ cho công nghiệp như sản xuất gang thép. Than bùn được làm phân bón hoặc để đun nấu. Các em nhìn thấy các viên than tổ ong do con người chúng ta đóng. Vậy nhiên liệu rắn gồm than mỏ, trong đó có than gầy, than mỡ, than non, than bùn và gỗ. B. Nhiên liệu lỏng. Nhiên liệu lỏng gồm có rượu, xăng, dầu. Ứng dụng của nhiên liệu lỏng chúng ta thấy dùng để thắp sáng, làm chất đốt hoặc phục vụ động cơ đốt trong. gồm các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ như xăng, dầu hỏa và rượu. C. Nhiên liệu khí. Các em hãy quan sát nhiên liệu khí, gồm khí thiên nhiên, khí mỏ dầu, khí lò cốc, khí lò cao, khí than. Ứng dụng của nhiên liệu khí được phục vụ trong đời sống và trong công nghiệp. Ví dụ như dùng để đun nấu hoặc phục vụ cho lò sản xuất gang thép, vân vân. Thầy nhắc lại, gồm khí thiên nhiên, khí mỏ dầu, khí lò cốc, khí lò cao, khí than. Vậy ta sử dụng nhiên liệu như thế nào cho hiệu quả? Ba nhỏ, sử dụng nhiên liệu như thế nào cho hiệu quả? Để trả lời câu hỏi đó, xin mời các em quan sát hình sau và cho biết trường hợp nào đèn sẽ cháy sáng hơn, ít muội than hơn. Xin mời các em. Chúng ta thấy ở hình B thì đèn cháy sáng hơn, ít muội than hơn vì bóng đèn có ống rất dài. Vì vậy mà đã hút được không khí và oxy nhiều hơn. Vậy biện pháp 1, cung cấp đủ oxy hoặc không khí cho quá trình cháy. Tiếp tục, các em hãy quan sát hai hình sau và cho biết trường hợp nào nước mau sôi hơn, vì sao? Chúng ta thấy ở trường hợp B, vì các thanh gỗ được chẻ nhỏ làm tăng diện tích tiếp xúc của gỗ với không khí hoặc oxy. Tiếp tục, các em hãy quan sát hai hình sau và cho biết vì sao viên than tổ ong lại có nhiều lỗ nhỏ. Vì sao bếp ga lại chia thành nhiều khe, chia nửa? Ta thấy người ta làm như vậy để làm tăng diện tích tiếp xúc của than với hoặc khí ga với không khí. Vậy biện pháp số 2 đó là tăng diện tích tiếp xúc của nhiên liệu với không khí hoặc oxy. Tiếp tục, các em quan sát hai hình dưới đây và cho biết trường hợp nào sử dụng ga an toàn, hiệu quả và tiết kiệm hơn. Ta thấy ở hình A, vì điều chỉnh được lượng ga phù hợp khi đun nấu. Còn ở hình B, các em biết rồi, đó là do bật ga quá to. Vậy biện pháp số 3 đó là duy trì sự cháy ở mức độ cần thiết, phù hợp với nhu cầu sử dụng. Như vậy, để sử dụng nhiên liệu cho hiệu quả thì chúng ta cần sử dụng các biện pháp, bao gồm 3 biện pháp trên. Các em thân mến, trong chuyến thăm Liên Xô năm 1959, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã bày tỏ ước muốn sau khi Việt Nam giành thắng lợi, Liên Xô giúp đỡ Việt Nam xây dựng khu công nghiệp dầu khí mạnh như Cuba. Sau khi thống nhất đất nước, dưới sự giúp đỡ của nước bạn, cùng với sự nỗ lực của cả dân tộc, chúng ta đã xây dựng được rất nhiều nhà máy lọc dầu. Và để minh chứng cho điều đó, sau đây xin mời các em cùng thưởng thức một bài hát của nhạc sĩ rất nổi tiếng Phạm Minh Tuấn, bài hát với tựa đề Mùa Xuân Từ Những Giếng Dầu. Xin mời. Xuân đến từ những giếng dầu, mùa xuân đến từ những nụ hoa thắm màu, mùa xuân đến dạo rực lòng ta, mùa xuân đến làm đẹp bài ca. Mùa xuân từ những giang khoan giữa biển khơi, nhìn chung sóng vỗ, mùa xuân lòng Việt Nam Liên Xô. Mùa xuân từ những gian khôn hỏi biển sâu ở đâu mỏ quý. Mùa xuân hạnh phúc tình yêu, em hãy cười để mùa xuân thêm xuân. Các em thân mến, những hình ảnh rất đẹp về giàn khoan trong bài hát vừa rồi cũng đã kết thúc phần lý thuyết trong bài hôm nay. Vậy để tiểu kết trong bài hôm nay, thầy trò chúng ta cùng đi tìm hiểu lại các nội dung chính. 1. Về dầu mỏ, các em cần nắm được tính chất vật lý, nó là chất lỏng sánh, màu nâu đen, không tan trong nước và nhẹ hơn nước. Dầu mỏ là hỗn hợp của nhiều loại hydrocarbon và lượng nhỏ các hợp chất khác. Các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ thì người ta dùng phương pháp chưng cất để tạo ra xăng, dầu hỏa, khí đốt và cracking dầu nặng để tăng thêm lượng xăng. Khí thiên nhiên, thành phần chính là khí metan, có ứng dụng làm nhiên liệu, nguyên liệu. Dầu mỏ và khí thiên nhiên ở Việt Nam, các em về nhà tự đọc. Về phần nhiên liệu, khái niệm nhiên liệu là những chất cháy được, khi cháy thì phát sáng và tỏa nhiệt. Phân loại nhiên liệu gồm rắn, lỏng, khí. Để sử dụng nhiên liệu hiệu quả, ta sử dụng các biện pháp sau: cung cấp đủ oxy cho quá trình cháy, tăng diện tích tiếp xúc của nhiên liệu với không khí, duy trì sự cháy ở mức độ phù hợp với nhu cầu. Thầy giáo yêu cầu các em về nhà chúng ta vẽ lại sơ đồ tư duy này vào trong vở và đồng thời học thuộc bài. Để củng cố bài học, xin mời các em vào hai bài tập. Hai bài tập này nằm trong chủ đề dầu mỏ, khí thiên nhiên và nhiên liệu, gồm bài 2 và bài 4 sách giáo khoa trang 133 của chương trình hiện hành. Nội dung bài 2 như sau: có hai bình đựng hai chất khí là metan và ethylene. Chỉ dùng dung dịch brom có thể phân biệt được hai khí trên hay không và nêu cách tiến hành. Xin mời các em cùng suy nghĩ. Cụ thể, chỉ dùng dung dịch brom ta có thể phân biệt được hai khí là metan và ethylene. Cách tiến hành, chúng ta sục từ từ hai khí vào hai bình đựng dung dịch brom. Khí nào làm mất màu dung dịch brom là ethylene, khí làm không làm mất màu dung dịch brom chính là metan. Và chúng ta có phương trình C2H4 cộng Br2 tạo thành C2H4Br2. Bài 4. Đốt cháy hoàn toàn 3 gam hợp chất hữu cơ A, thu được 8,8 gam khí carbonic và 5,4 gam nước. A. Trong chất hữu cơ A có chứa những nguyên tố nào? B. Biết phân tử khối của A nhỏ hơn 40, tìm công thức phân tử của A. C. Chất A có làm mất màu dung dịch brom không? D. Viết phương trình hóa học của A với clo khi có ánh sáng. Xin mời các em cùng suy nghĩ. Sau đây là một số gợi ý của thầy. Thứ nhất, A là hợp chất hữu cơ, khi cháy tạo ra khí carbonic và nước, nên A có thể chứa hai nguyên tố là C và H, hoặc đồng thời chứa ba nguyên tố C, H, O. Để xác định được A chứa 2 hay 3 nguyên tố, chúng ta cần làm những công việc sau. Đầu tiên, các em cùng tính số mol của khí carbonic bằng khối lượng chia khối lượng mol. Đề bài đã cho biết khối lượng là 8,8 gam, thì chúng ta sẽ tính được số mol. Trong khí carbonic thì số mol nguyên tử carbon bằng số mol khí carbonic. Từ đó chúng ta sẽ tìm được khối lượng của carbon. Tiếp tục, các em tính số mol của nước bằng công thức khối lượng chia khối lượng mol. Từ đó suy ra số mol nguyên tử hydro bằng 2 lần số mol nước và tìm được số mol nguyên tử hydro. Để xác định trong A có chứa 2 hoặc 3 nguyên tố, chúng ta đi tìm khối lượng của nguyên tố oxy bằng khối lượng của A là 3 gam trừ khối lượng carbon và khối lượng hydro. Sau khi tính toán, ta thấy khối lượng của oxy trong bài này bằng 0, nghĩa là A là hydrocarbon, hợp chất chỉ chứa hai nguyên tố C và H. Ở câu B, do câu A chúng ta đã chứng minh được A có hai nguyên tố là C và H, Vì vậy, thầy gọi công thức tổng quát của A là CXHY. Các em cần lưu ý thêm điều kiện của XY thuộc N sao, Y chẵn và Y nhỏ hơn hoặc bằng 2x cộng 2. Sau đó, chúng ta tính tỷ lệ X chia Y theo biểu thức X chia cho Y bằng MC trên 12 chia cho MH trên 1. Tỷ lệ X trên Y chúng ta sẽ tìm ra được là X chia Y bằng 1 chia cho 3. Vì vậy, công thức phân tử của A có dạng là CH3 tất cả N với N chẵn. Và đề bài cho biết MA bằng nhỏ hơn 40. Vì vậy, ta biện luận tìm được N bằng 2. Vậy, công thức phân tử của A là C2H6. Câu C. A chỉ chứa nên kết đơn, nên không làm mất màu dung dịch brom. Như vậy, công thức cấu tạo của C2H6 giống với công thức cấu tạo của metan. Xin mời các em về nhà viết công thức cấu tạo và ta khẳng định nó không làm mất màu dung dịch brom. Và phản ứng thế với clo là C2H6 cộng Cl2 điều kiện ánh sáng tạo ra C2H5Cl cộng HCl. Hướng dẫn về nhà, thầy yêu cầu các em về nhà làm các bài tập, đó là bài 2, bài 4 trong sách giáo khoa của chương trình hiện hành trang 129. Đồng thời, chuẩn bị trước và tìm hiểu bài rượu etinic. Các em thân mến, bài giảng của thầy đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.